Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội lần này của Đảng sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng giúp đất nước đi lên. Thành ủy Sơn La quán triệt triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh Sơn La có hơn 68.960 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể với sự tham gia của 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước. Tham gia đoàn chủ tịch đại hội có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Dự đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La dự đại hội có 22 đại biểu do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Sau lời khai mạc đại hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đọc báo cáo về văn kiện đại hội 13. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển hội nhập của đất nước. Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và phát triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được đặc biệt quan trọng. Nhiều vấn đề đặt ra từ những năm trước và nhiệm kỳ này có kết quả tích cực, cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án tham nhũng lớn được phát hiện, xử lý nghiêm minh, có tính răn đe nên được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Tình hình tham nhũng, tha hóa từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Năm 2020, đại dịch thiên tai gây nhiều thiệt hại, nhưng với nỗ lực vượt bậc, nước ta vẫn có những phát triển vượt bậc, tăng trưởng vẫn dương, là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân trong và ngoài nước, chúng ta đã kiểm soát ngăn chặn được dịch COVID-19, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh. Việt Nam được thế giới ghi nhận coi là điểm sáng về đạt mục tiêu kép, vừa khống chế dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân, vừa phát triển kinh tế. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân Sơn La đang hướng về đại hội đặt trọn niềm tin và kỳ vọng đại hội 13 của Đảng sẽ tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong những ngày này, lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát người tại các khu vực biên giới, bảo vệ từ xa đại hội. Trước sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng cũng đã có những tâm tư gửi gắm vào đại hội lần này.
Là một trong 21 đại biểu chính thức của Sơn La tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thiếu tá Vì Văn Trương, chính trị viên đồn biên phòng Mường Lạn, không giấu nổi niềm vinh dự và tự hào. Việc nghiên cứu kỹ các văn kiện trình đại hội lần này đã để lại cho người chiến sĩ nơi biên ải nhiều kỳ vọng về đường hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Là một đại biểu của tỉnh Sơn La, là một cán bộ chiến sĩ của biên phòng đến với Đại hội 13 của Đảng, thì tôi cũng rất là kỳ vọng vào Đại hội 13 sẽ có những chủ trương, quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế đất nước theo đúng chỉ tiêu, mục tiêu mà văn kiện đại hội đã đề ra. Đồng thời sẽ có những chủ trương, chính sách để đẩy mạnh các dự án phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Với nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới và kiểm soát lượng người xuất nhập cảnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng cũng kỳ vọng vào những chính sách duy trì mối quan hệ đặc biệt hữu nghị giữa Việt Nam và Lào. Đồng thời, đại hội cũng sẽ lựa chọn những người ưu tú để lãnh đạo Đảng, đất nước trong thời kỳ mới. Đối với Đại hội Đảng lần thứ 13 thì tôi kỳ vọng đại hội bầu được những người ưu tú của Đảng để lãnh đạo Đảng cũng như lãnh đạo đất nước. Cái thứ hai đó là có những đường lối quyết sách, một là xây dựng đất nước vững mạnh, quan hệ rộng mở, và cái thứ ba là bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trong thời gian tới. Trong điều kiện Việt Nam chúng ta đang bước vào hội nhập quốc tế sâu rộng, và đặc biệt tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La là biên giới đối diện là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đó là tuyến biên giới đặc biệt hữu nghị. Qua kỳ đại hội này thì chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước ta tiếp tục giữ vững tốt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hữu nghị Việt Nam Lào anh em, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương để cán bộ chiến sĩ chúng tôi có những điều kiện góp sức mình về bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La nói riêng vẫn luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngày 25 tháng 1, Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt một số nội dung quan trọng như nghị quyết số 1186 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung, nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tóm tắt nội dung chủ yếu về hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thông tư số 01 ngày 11 tháng 2 năm 2021 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Với cách làm sáng tạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, những năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được đông đảo hội viên nông dân tỉnh Sơn La hưởng ứng mạnh mẽ. Những hiệu quả tích cực thu được từ phong trào không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển, nâng cao đời sống hội viên nông dân mà còn khẳng định rõ vai trò uy tín của hội nông dân các cấp. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh Sơn La có 68.962 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 138,45% kế hoạch năm 2020. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị. Từ kết quả này cho thấy trên cơ sở đa dạng hóa các nội dung hình thức triển khai gắn với phát huy tốt vai trò của hội nông dân các cấp, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên nông dân đã có sức lan tỏa rộng rãi, hiệu quả tích cực từ phong trào đã trực tiếp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của hàng vạn hộ nông dân.
là huyện vùng cao với đa số là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm 45,85%. Chính vì vậy, công tác dân tộc được huyện Bắc Yên đặc biệt coi trọng. Huyện đã tập trung phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng nguồn vốn từ các chương trình dự án. Riêng năm 2020, nguồn vốn dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 của huyện là 22 tỷ 321 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư nghị quyết 30A là 47 tỷ 931 triệu đồng. Từ các nguồn vốn này, huyện Bắc Yên đã triển khai đầu tư được nhiều công trình thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc, chủ yếu là các công trình nhà lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn bán trú cho học sinh, đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế, công trình thủy lợi. Huyện Bắc Yên cũng đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho 485 hộ dân với số tiền 4 tỷ 514 triệu đồng. Huyện đã hỗ trợ mua bò cái sinh sản, cây ăn quả như xoài ghép, nhãn ghép, mận hậu ghép, chè, thảo quả cho nhân dân ở các xã vùng khó khăn phục vụ sản xuất, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Ngày 25 tháng 1, Hội Khuyến học huyện Mộc Châu đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, tới dự có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La. Với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Hội Khuyến học tỉnh và huyện Mộc Châu, năm 2020, Hội Khuyến học Mộc Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đã có trên 40.200 hội viên, chiếm gần 36% dân số toàn huyện với gần 330 tổ chức khuyến học. Năm 2020, toàn huyện đã nhận đỡ đầu được cho 203 học sinh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Qua đánh giá, năm 2020, toàn huyện có 22.200 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, chiếm trên 90% số hộ gia đình toàn huyện, 79 lượt dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 189 trên 196 bản tiểu khu đạt danh hiệu cộng đồng học tập, chiếm 96,4% số bản tiểu khu toàn huyện, 146 trên 180 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu đơn vị học tập. Năm 2021, Hội Khuyến học huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, phấn đấu 85% trở lên số gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 97% trở lên số dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 95% trở lên số bản tiểu khu đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 100% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập và 73% trở lên số xã thị trấn đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp xã. Sáng ngày 25 tháng 1, tại trường Trung học phổ thông Mai Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trật tự an toàn giao thông. Năm 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trật tự an toàn giao thông, huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo lực lượng công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông, tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, hình thành thói quen tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, quyết liệt xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, huy động các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Agribank Sơn La vừa tổ chức buổi gặp mặt với các thế hệ lãnh đạo cán bộ Agribank trên địa bàn thành phố Sơn La qua các thời kỳ và tổng kết hoạt động năm 2020, Hội Hưu trí Agribank. Chi hội Hưu trí Agribank chi nhánh thành phố Sơn La được thành lập tháng 3 năm 2019 với 76 hội viên, nguyên là lãnh đạo cán bộ viên chức người lao động Agribank Sơn La đóng trên địa bàn thành phố Sơn La qua các thời kỳ. Từ khi thành lập đến nay, hội đã ra quy chế hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các hội viên được gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu, chăm lo đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời, hội hưu trí là cầu nối giữa người lao động Agribank về hưu với các tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền tại địa phương cũng như Agribank Sơn La, góp phần xây dựng hệ thống Agribank ngày càng lớn mạnh. Năm 2020, hội đã quan tâm tổ chức thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ các gia đình hội viên với số tiền gần 7 triệu đồng, cùng với đó tổ chức cho hội viên đi tham quan Phú Quốc. Cũng tại buổi tổng kết Hội Hưu trí Agribank thành phố Sơn La, lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã thông tin những kết quả nổi bật năm 2020 của Agribank Sơn La trong quản lý điều hành hoạt động huy động vốn cho vay phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, lãnh đạo Agribank Sơn La gửi lời kính chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ hưu trí qua các thời kỳ cùng gia đình đón mùa xuân mới sức khỏe hạnh phúc,
đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo cán bộ để xây dựng Agribank ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Hội Hưu trí Agribank thành phố Sơn La và Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã trao quà mừng thọ cho 5 hội viên 60, 70 và 75 tuổi. Vào hồi 15 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2021, tại bản Hồng Nam, xã Trường Kho, huyện Sông Mã, đội quản lý thị trường số 6 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành huyện Sông Mã kiểm tra đột xuất một xe ô tô mang biển kiểm soát 29H46113 phát hiện chở nội tạng châu bò không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe do ông Nguyễn Xuân Sự ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vận chuyển. Bên trong có các thùng xốp bao tải đựng 1.284 kg các loại sản phẩm động vật gồm nội tạng, da bò, đầu bò đã bốc mùi. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm với tổng số tiền thu phạt là 5 triệu 500 nghìn đồng. Số tăng vật trên đã được các cơ quan tiêu hủy theo đúng quy định. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trên hệ của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm phổ biến từ 45 đến 98%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh: Quỳnh Nhai từ 14 đến 26 độ. Thành phố Sơn La từ 12 đến 25 độ. Mường La 15 đến 29 độ. Mai Sơn 14 đến 24 độ. Yên Châu 15 đến 28 độ. Sông Mã 15 đến 28 độ. Bắc Yên 15 đến 25 độ. Phú Yên 17 đến 26 độ. Mộc Châu 12 đến 22 độ. Sóc Cộp 15 đến 28 độ. Vân Hồ 12 đến 22 độ. Thuận Châu 14 đến 26 độ.